Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Puzzle Survival của nhà phát hành Funtap. Thì đây là một tựa game kết hợp với hai thể loại chiến thuật và giải đố Mystery. Game lấy với cảnh là hậu tận thế, nơi bạn phải sử dụng chiến lược và chiến thuật để giải quyết các câu đố là Mystery, song song nhiệm vụ tiêu diệt với xác sống tức là zombie. Thì như các bạn có thấy ở trên màn hình thì đây là một một trong các trận đánh bằng cách là ship kim cương, không ship các biểu tượng giống với nhau. Thì trò chơi thì sẽ đặt bạn vào một hoàn cảnh éo le đặc biệt khi mà virus zombie tiếp tục lây nhiễm cho những người sống sót, và lúc này thì bạn là phần còn lại của trái đất. Bạn phải lãnh đạo phần còn lại của trái đất, tức là những người sống sót, và bảo vệ họ khỏi virus chết chóc này. Thì công việc đầu tiên của bạn là xây dựng một căn cứ là bất khả xâm phạm để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Thì tương tự như trong các tựa game thể loại mô phỏng chiến thuật khác. Thì sau đó thì các bạn phải chiêu mộ những người sống sót và lập nên một đội hình gồm 5 thành viên. Thì mỗi người sống sót sẽ có các kỹ năng khác nhau. Như các bạn thấy thì mình đang sử dụng kỹ năng và có thể nâng cấp được. Thì cách chơi thì cũng khá là giống với tựa game Candy Crush Saga chẳng hạn, là tựa game ship cương cương, có lối chơi vô cùng đơn giản. Thì các bạn sẽ cuộc chiến thì các bạn sẽ được chiến đấu diễn ra dạng là theo lượt, tức là bạn xong rồi tới quái, quái xong tới quái xong rồi tới mình chẳng hạn, như dân. Thì có thể phối hợp các kỹ năng của các nhân vật trong đội hình cùng khả năng để quan sát nhạy cảm bản thân, không một có thể sẽ giúp các bạn chiến thắng. Thì đây là các vùng đất của mình, đây là vùng đất của các bạn. Khi bạn vào game, bạn có thể phải xây dựng các công trình để đây mình sẽ xây dựng một công trình, xây dựng các công trình để đây là các công trình, các bạn phải xây dựng các công trình để thu thập mà một số cái tài nguyên nhất định. Đây mình đã xây dựng xong một công trình, thì sau đó các bạn phải mở rộng đất. Đây mình sẽ đi mở rộng đất. Đây là mở rộng đất. Khi zombie tấn công thì các bạn phải mở rộng đất để xây dựng thêm các công trình. Ok, thì giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhận gift code, các bạn nhấn vào dấu cộng thêm đây. Sau đó các bạn nhấn vào thiết lập, nhấn vào gương cung ứng và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: BNS 777. Sau đó bạn nhấn lấy. Thì gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút, dùng để tăng tốc trong hàng ngũ bất kỳ được giảm 10 phút, số lượng là 10. Thứ hai đó là sổ tay tác chiến vật 2, sẽ giúp cho người may mắn sống sót có thể sinh tồn trong ngày tận thế, dùng để tiến hóa anh hùng lên vào 30 trở lên, số lượng là 10. Chổi tay tác chiến vật 3 sẽ dùng để tiến hóa anh hùng lên vào 70 trở lên, số lượng là 5, và 300 kim cương và 200 SP. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ thứ hai. Gift code thứ hai như sau: S I G O B N S S I G O B G S. Thì gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút, số lượng 10. Thứ hai là tăng tốc huấn luyện 10 phút, số lượng là 10. Đây là tăng tốc huấn luyện 10 phút dùng để trong giao diện hàng luyện lính được giảm 10 phút. Thứ ba là tăng tốc xây 10 phút dùng trong giao diện xây dựng giảm 10 phút, số lượng 10. Tăng tốc nghiên cứu 10 phút, số lượng 10, được dùng trong giao diện ngẫu nghiên cứu, và 100 kháng thể dùng xong nhận 100 kháng thể và 300 kim cương. Okay, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Gift code như sau: T O S H
I A S A N T O S H I A S A N. Thì gift code này sẽ nhận được là 300 kim cương, 5 cái tăng tốc huấn luyện 10 phút, 5 tăng tốc xây 10 phút, 5 tăng tốc nghiên cứu 10 phút và 220 kháng thể. Chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 3 4, G E W E L G I B N S. G E W E L G I B N S. Gift code này sẽ nhận được là 10 tăng tốc 10 phút số lượng 10, 300 kim cương, kháng thể tăng tốc huấn luyện 10 phút, tăng tốc xây 10 phút và tăng tốc nghiên cứu 10 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 5, S E G E F L E U G. S E G E F L E U G. Thì gift code này sẽ nhận được là tăng tốc huấn luyện 10 phút, tăng tốc xây 10 phút, tăng tốc nghiên cứu 10 phút, 20 100 kháng thể và 300 kim cương. Gift code kế tiếp, cà phê 5.000. Gift code kế tiếp là cà phê 5.000. Gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút, số lượng 6, 20 100 kháng thể và 200 kim cương. Đến với gift code kế tiếp, BNS 1 S T A N N BNS 1 S T A N N. Thì gift code này sẽ nhận được là số các bạn. Gift code này hãy viết qua BNS 1 S T A N N. Sau đó thì gift code này các bạn lưu ý là các bạn gift code này các bạn phải viết qua hết. Gift code này sẽ nhận được là 500 kháng thể số lượng 4, tăng tốc 10 phút số lượng 10, 6 tay tác chiến vật 2 và 6 tay tác chiến vật 3, còn kèm theo đó là 400 kim cương. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp, BNS BNS 888 BNS 888. Gift code này sẽ nhận được các phần quà như là kháng thể, tăng tốc 10 phút, sổ tay kháng chiến bậc 2, bậc 3 và 300 kim cương. Gift code kế tiếp, BNS 1 IEAG BNS 1 chia. Gift code này sẽ nhận được là 1.000 kháng thể, tăng tốc 10 phút, sổ tay kháng chiến bậc 2, sổ tay tác chiến bậc 3 và 400 kim cương. Gift code kế tiếp, FB 5K F FB 5KF. Gift code này sẽ nhận được là tốc hành rút ngắn 25% thời gian hành quân còn lại, số lượng là 1, tăng tốc xây 10 phút, tăng tốc nghiên cứu 10 phút và tăng tốc huấn luyện 10 phút, kèm theo đó là 200 kim cương. Nó gọn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp, cà sau các bạn cà phê 2K. Với lại các bạn viết thường cà phê 2K. Gift code này sẽ nhận được là 200 kim cương. Gift code kế tiếp, G O K I U N G M E N G O K I U N G M E N. Gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút số lượng 10, tăng tốc huấn luyện 10 phút, tăng tốc xây 10 phút, tăng tốc nghiên cứu 10 phút, 20 100 kháng thể, kèm theo đó là 300 kim cương. Gift code kế tiếp, S O O F L O W E G S O O F L O W E G. Gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút số 10, tăng tốc huấn luyện 10 phút, tăng tốc xây 10 phút, tăng tốc nghiên cứu 10 phút, số lượng là 10, 100 kháng thể số lượng 20 và 300 kim cương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp, IEOM1020 IEOM1020. Thì gift code này sẽ nhận được là các phần quà y như ở trên và kèm theo 300 kim cương. Gift code kế tiếp, 1K cà phê
một ca cà phê gift code này sẽ nhận được là 200 kim cương. Gift code kế tiếp BOZ 777, BOZ 777 gift code này sẽ nhận được là dài tốc hành số lượng 1, tăng tốc 10, 3, số lượng 3, tăng tốc 15, số lượng 3, 10, 100 kháng thể và 200 kim cương. BOZ 777 ENJ 888, ENJ 888 gift code này sẽ nhận được là hai số lượng 1000 kháng thể, tăng tốc 10 phút, số lượng 10, hẻ ta sổ tay tác chiến bậc 2, bậc 3 và 300 kim cương. Gift code kế tiếp TWIT10K, số ghi bạn này viết thường TWIT10K. Gift code này sẽ nhận được là sổ tay tác chiến bậc 2, 3000 kháng thể và 300 kim cương. Lưu ý là các bạn viết qua với thường, gift code này phân biệt viết qua với thường các bạn, nên các bạn cứ nhập đúng như y như của mình. Thì gift code kế tiếp là BNS8888, BNS 4 số 8. Gift code này sẽ nhận được là tăng tốc 10 phút, sổ tay tác chiến bậc 2, bậc 3, 300 kim cương và 2000 kháng thể. Gift code kế tiếp như sau: TWIT7K, TWIT7K. Gift code này sẽ nhận được là sổ tay tác chiến bậc 1 và 200 kim cương. Gift code kế tiếp BSN100S10M, BSN100S10M. Thì gift code này sẽ nhận được là 30-100 kháng thể, 3 tăng tốc 10 phút, 3, 2 tăng tốc 30 phút, 3, 2 cái tăng tốc nghiên cứu 30 phút và 2 cái tăng tốc xây 30 phút và 300 kim cương. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp TWIT1K, TWIT1K. Thì gift code này sẽ nhận được là 10 cái tăng tốc 5 phút. TWIT3K, TWIT3K. Thì gift code này sẽ nhận được là 9 cái xu chiêu mộ thường dùng để chiêu mộ anh hùng 2 tới 3 sao. TWIT5K, TWIT5K sẽ nhận được là 10 cái tăng tốc 10 phút và khiên phòng ngự 8 giờ. Đây là khiên dùng để trong 8 giờ bảo vệ trại tị nạn không bị địch tấn công hay là do hám. Bây giờ mình sẽ vào túi để xem các phần quà. Đầu tiên mình sẽ dùng 1.000 lương thực là túi của quà mình. Hai, mình cũng sẽ dùng 10.000 lương thực, dùng 10.000 gỗ, dùng cho 100 kháng thể. Mình sẽ sử dụng tăng cấp anh hùng, mình sẽ tăng cấp cho anh hùng màu cam, kế tiếp là anh hùng màu tím để cho max 10 luôn. Mình sẽ dùng liên tiếp cái này, theo dõi dùng liên tiếp cái này. Giới hạn kho mình có 5.000 nên mình sẽ tăng cấp thêm cái này cấp 10 rồi. Bên đây mình sẽ tăng cấp thêm cấp 10 luôn. Kế tiếp là ở bên đây mình cũng sẽ tăng cấp tới cấp 10. Ok, mình sẽ tăng cấp tới cấp 10 luôn, tăng cấp cho màu xanh. Sau này tiếng mã này max level 10 các bạn, này tới level 7. Ok, giờ mình sẽ đi thu hoạch các nông sản. Đây là trạm nghiên cứu hút độc và mình sẽ xây dựng thêm căn cứ tân binh. Đây xây dựng thêm đại sứ quán nữa. Đây đại sứ quán và mình sẽ đi nâng cấp cái này, phải xây dựng trường thành. Mình sẽ đi xây dựng trường thành, mình sẽ yêu cầu giúp đỡ từ bang. Ok, giờ mình sẽ vào đây. Không, mình sẽ đi chiêu mộ khi anh hùng, mình sẽ vào quán rượu. Đây là tổng cộng mình sẽ chiêu mộ 10 lần anh hùng. Đây là các anh hùng mình chiêu mộ được.
Đây toàn là mảnh. Bây giờ mình sẽ đi mở thêm một lần nữa. Và mình sẽ đi tăng cấp trại chị nàng lên. Bây giờ mình sẽ đi tham chiến, đi chiến dịch. Mình sẽ vào ải thứ 5. Ok, mình sẽ đi khiêu chiến đó, ải thứ 5. Mình sẽ chị trò này cũng khá là giống như trò chiếc kim cương các bạn. Ơi, đã đánh hụt rồi. Mình sẽ cho nó chết. Ok, thì giờ mình sẽ mở code ở trên màn hình. Giờ chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.